Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hưng Yên năm học 2023-2024. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024 dao động từ 15,15 đến 19,7 điểm. Phần lớn các trường đều có điểm chuẩn cao hơn so với năm ngoái, nổi bật như trường Trung học phổ thông Nam Phù Cử tăng 3,15 điểm, Trung học phổ thông Triệu Quang Phục tăng 2,45 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn tăng 2,4 điểm, Trung học phổ thông Ân Thi tăng 2,3 điểm. Trong đó, trường Trung học phổ thông Trương Vương có điểm trúng tuyển cao nhất, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải có điểm trúng tuyển thấp nhất. Các thí sinh trúng tuyển vào các trường là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 1 điểm. Toàn tỉnh còn 127 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Đối với lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, điểm chuẩn dao động từ 33,7 đến 38,45 điểm. Hóa học và ngữ văn là hai lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất. Trong khi phần lớn các lớp chuyên khoa học tự nhiên có điểm chuẩn giảm, thì các lớp chuyên khoa học xã hội điểm chuẩn lại cao hơn so với năm ngoái. Các thí sinh trúng tuyển là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 2 điểm.